Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng ngày 28 tháng 8, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines sẽ di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 8, tâm bão sẽ ở ngay trên vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, cường độ bão cấp 8, giật cấp 10. Để sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản, đặc biệt rút kinh nghiệm từ đợt gió mùa Tây Nam làm hư hỏng nghiêm trọng tuyến đê biển Tây tỉnh Cà Mau ngày 3 tháng 8 vừa qua. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương cần rà soát và sẵn sàng phương án bảo vệ đê biển và dân cư ven biển.